Hello, chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về một cái trang website mà nó cho phép chúng ta kiểm tra được cái tốc độ đường truyền của internet một cách trực tuyến. Thì trong quá trình mà bạn sử dụng internet tại nhà hoặc là tại cơ quan hoặc là tại một quán cà phê nào đó, các bạn cảm thấy cái tốc độ nó chậm thì mình muốn kiểm tra được tốc độ hiện tại bao nhiêu. Nó có nhanh hay chậm, thực sự nhanh hay chậm hay không, hay là do cái thiết bị điện tử mà mình đang xài. Thì trên website thì chúng ta có một cái trang web, nó có phép cho phép cho chúng ta có thể kiểm tra được cái tốc độ đường truyền internet một cách trực tuyến bằng cách các bạn mở trình duyệt, bất kỳ trình duyệt nào cũng được. Các bạn có thể gõ vào website speedtest.net. Speed là tốc độ, tiếng Anh là tốc độ, test là kiểm tra. .net, nhớ là .net không phải .com ha, là .com, .net mới đúng. Thì các bạn gõ vào link website là speedtest.net, nghĩa là kiểm tra tốc độ đường truyền, kiểm tra tốc độ chúng ta. Thì sau khi các bạn gõ vào cái website này thì các bạn sẽ thấy được cái giao diện. Ở trên giao diện của bạn thì để mà chạy được cái website này thì bạn cần phải có một cái cài đặt cái Adobe Flash, hay là cái plugin Flash này, vì cái ứng dụng này nó chạy nhờ dựa vào cái plugin bằng Flash này. Thì nếu như máy tính của bạn chưa có Flash thì các bạn có thể download về để cài vào máy của mình. Thì sau khi các bạn cài Flash vào thì giao diện đa phần thì những cái trình duyệt thì nó sẽ hỗ trợ luôn Flash cho bạn, không cần phải download về. Thì bây giờ chúng ta sẽ nói chuyên về cái ứng dụng này. Thì sau khi các bạn mở một website ra thì các bạn sẽ thấy được cái ứng dụng ngay trên màn hình. Thì việc đầu tiên bạn làm rất là đơn giản, bạn cần click vào nút Begin Test thì nó sẽ tự động kiểm tra cho mình. Begin là bắt đầu và Test là kiểm tra. Chúng ta bắt đầu kiểm tra cái tốc độ, và sau khi chúng ta click vào Begin Test thì ứng dụng sẽ bắt đầu kiểm tra cái tốc độ của cho đường truyền của cho hiện tại của mình. Các bạn thấy thì trước mắt thì cái quá trình ping. Ping là một cái quá trình mà nó kiểm tra sự liên lạc giữa thiết bị điện tử của bạn với cái kết nối. Thì nó hiển thị, như các bạn thấy nó hiển thị điều đầu tiên nó kiểm tra, nghĩa là nó kiểm tra tốc độ download, nghĩa là tốc độ tải về của một file nào đó. Thì chúng ta hiện tại chúng ta thấy được là tốc độ hiện tại là sau khi đo là các bạn thấy được là 3.51, nó như chúng ta thấy thành tốc độ upload. Chúng ta thấy tốc độ download thì chúng ta sẽ có được 3.51 megabit, rồi tốc độ upload thì chúng ta có được là 0.5 megabit. Như vậy nhìn vào thông số là chúng ta có thể thấy được là tốc độ download của đường truyền hiện tại mà mình đang sử dụng máy tính để mà thử nghiệm ở đây, nghĩa là tốc độ tải về thì sẽ nhanh hơn là tốc độ upload lên, thì tốc độ upload lên sẽ rất là chậm, chậm hơn tốc độ download về. Thì đây là một cái ứng dụng mà nó giúp cho các bạn kiểm tra cái tốc độ của internet. Các bạn có thể kiểm tra lại bằng cách click vào nút Test Again, nó sẽ tự động kiểm tra lại. Điều tiên nó sẽ ping, ping để check cái đường truyền. Thì nó đang kiểm tra cái tốc độ tải về. Các bạn thấy cái kim tự tháp nó truyền tỷ liệu về cái người dùng, thì cuối cùng ra kết quả là 3.39 tốc độ. 3.39 thì sẽ tương đương, gần như tương đương với 3.5 lúc nãy, 3.4 hoặc 3.5 lúc nãy. Thì sau khi nó kiểm tra cái tốc độ download về thì nó tiếp tục nó kiểm tra tốc độ upload. Sau khi nó kiểm tra tốc độ upload thì nó sẽ hiển thị thông số này đây là 0.54, nghĩa là tốc độ hiện tại.
Thì như vậy đây là một cái ứng dụng tương đối tiện ích cho những ai đang sử dụng máy tính, thì nó sẽ hiển thị tốt hơn. Ok, hôm nay mình giới thiệu sơ qua về một cái ứng dụng trực tuyến mà trên website đã được đưa ra để giúp cho các bạn có thể kiểm tra được cái đường truyền Internet cho các bạn. Chúc các bạn làm việc một ngày làm việc vui vẻ.